Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Những miền linh dị, Thái Lan của tác giả Dương Hành Triệt do Thi Hương Dịch. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt chương 11 Kuma Thong 1 Nước Thái Lan có một thứ rất đặc biệt, bùa. Bùa có hai loại gọi là bùa âm và bùa chính. Bùa âm gọi là Kuman, bùa chính là bùa do các chùa chiền làm ra, do tăng nhân đích thân gia công, sau đó thì mang đi bán để quyên tiền xây chùa và chúng thường mang hình các vị thần thường gặp. Bùa Phật có thể tăng cường vận thế, cầu tài, cầu thế, cầu bình an và không có tác dụng tiêu cực. Còn bùa ân lại được làm từ cu man thong sát trẻ sơ sinh bị yểm bùa. Do linh lực lớn mạnh nên hiệu lực của bùa âm lớn hơn bùa chính rất nhiều nhưng đồng thời cũng rất dễ cắn ngược lại người mang bùa âm càng bá đạo, khi cắn ngược lại càng ghê gớm. Tương truyền tấm bùa âm đầu tiên là do một ơ tràn áo đen sở hữu cuốn sách cổ thuật tạo ra. Một, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Tôi chả bao giờ tin vào câu nói này nhưng khi cùng Nguyệt Bính trèo leo qua các mái nhà để tránh sự truy đuổi gắt gao của hàng đống xe cảnh sát, quay về đến nhà rách, tôi mới tin câu nói này quả không sai. Căn nhà hai tầng sơ sài vẫn tối om om trông như không có người ở nhưng chúng tôi vẫn phải cẩn thận bằng cách đột nhập từ lầu hai. Nguyệt Bính, sao mày lại nghĩ đến nơi này? Tôi lau mồ hôi, thở hồng hộc. Xác của Pacha nằm trong tiệm nêu, chứng tỏ rách đã đến đó trước chúng ta một bước, bố trí xong xuôi. Mặt Nguyệt Bính hầm hầm, dòng ròng mồ hôi. Tôi biết tại sao nó lại tức giận vì chính bản thân tôi cũng vậy chính rách đã bày ra thiên la địa võng lừa chúng tôi vào trong. Giờ nghĩ lại cái vẻ bộc bạch tục toạc, ngây thơ ngơ ngác của hắn, tôi thấy thật đáng sợ. Huống hồ rách còn giết cả bát cha, tôi không thể tha thứ cho hắn. Đi vào trong xem thử có gì không, Nguyệt Bính mở khóa cửa ban công. Hành lang lặng mắt như tờ, tôi biết Nguyệt Bính đã đúng khi quyết định lẩn trốn ở đây. Bình thường khi đến đây chơi, chúng tôi chỉ ở tầng 1, chưa lên tầng 2 bao giờ. Bởi vì đó là phòng riêng của rách, rách không mời thì chúng tôi cũng không dám tự tiện xông bừa lên. Bây giờ nghĩ lại, khéo tầng 2 có thứ gì đó hắn không muốn cho chúng tôi biết cũng nên. Bí ngô, mày có người thấy không? Nguyệt Bính khựng lại trước hai gian phòng, nghi hoặc nhìn vào cánh cửa bên trái. Trong hành lang tanh tanh mùi máu, còn sen lẫn mùi thảo dược hăng hắc, tất cả đều tỏa ra từ sau cánh cửa nguyệt bính ghé mũi vào bên khe cửa hít người một lát tao không biết là cái gì vào trong xem sao từ từ đã tôi cảm thấy nó hơi hấp tấp nhưng nguyệt bính đã lôi ra cái ghim kẹp giấy chọc vào lỗ khóa cửa mở ra tôi bất ngờ khi thấy trong phòng sáng trưng lăn lội trong bóng tối suốt một thời gian dài giờ gặp phải ánh sáng khiến tôi đột một trói mắt phải nhắm tịt mất mấy giây mới cố he hé mở ra nhìn vừa nhìn Tôi giật nảy mình suýt ngã, cảm tưởng như mình vừa lạc vào địa ngục. 2. Giữa phòng là một cái bể chừng nửa thước vuông đựng lưng lửng thứ chất lỏng gì đó nhờ nhợ như máu. Máu đỏ lem lên thành bể, loang đổ đầy nền nhà. Nhưng kinh khủng hơn nữa là bên trái bể máu có một hình người. Nếu như vẫn có thể gọi nó là người đang treo đông đưa trong không trung, cơ thể khô kiệt. Nhìn thấy cái cằm nhọn, vóc dáng gầy yếu già nua và đôi mắt chết vẫn chưa chịu nhắm, toàn thân tôi bỗng run lên bần bật. Đây là một người quen mà tôi nghĩ rằng không bao giờ còn gặp lại nữa. Bố của cha lơm, tôi thực sự không chịu đựng nổi nữa, ôm bụng ngồi thụp xuống nô thốc nôn tháo. Nguyệt Bính vẫn đứng chờ chờ phía trước tôi, nhìn chừng chừng vào mọi thứ. Đang định chửi nó máu lạnh thì Nguyệt Bính quay đầu lại, trước mặt tôi là một khuôn mặt đã biến dạng vì giận dữ cả đời tao chưa bao giờ căm hận thế này. Tôi hiểu suy nghĩ của Nguyệt Bính, trên đời này khiến người ta khó lòng chịu đựng nhất chính là sự phản bội, không phải trong tình yêu mà là trong tình bạn. Dưới lớp vỏ vô tư, ngây ngô của rách là những thứ đáng sợ gì? Ngoài tài thôi miên, chúng tôi không biết thêm gì khác. Thôi miên, trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, liệu đoạn ký ức của tôi có phải đã bị rách dùng thuật thôi miên xóa sâu đi hay không? Thảo nào lần đầu gặp rách, đầu tôi đã đau muốn vỡ, cứ cảm thấy hắn rất quen. Rách đang luyện cô thong đấy, Nguyệt Bính buông ra một câu. Gì cơ? Nguyệt Bính bước thẳng về phía xác trẻ treo của ông cụ, lom khom quan sát một lúc rồi nhặt lên từ sàn nhà nhem nhuốc lộn xộn bên dưới lên một thứ gì đó cũng đỏ quạch như máu khô, tao đã hiểu rồi. Ta xin trình bày một chút về cô thong cho những ai không biết, đây là một loại bùa được làm từ sắc trẻ sơ sinh chết, yểu chết từ lúc mới sinh. Sau đó được làm thành bùa để bán cho những người cần. Tác dụng của Cuman Thong chính là hoàn thành những ước muốn của người nuôi nó. Nuôi Cuman Thong có hai cách. Một cách là nuôi chúng bằng bánh kẹo, sữa, hoa quả, mua quần áo và đồ chơi cho chúng và lưu ý phải đối xử với chúng bằng tình cảm giống như đang nuôi con ruột ấy. Cách thứ hai đó chính là nuôi bằng máu của mình. Cách này có hiệu quả rất cao để biến tất cả các mong muốn của bản thân thành hiện thực cho dù thực tế có khó như thế này đi chăng nữa. Tất nhiên là việc này rất nguy hiểm bởi càng cầu xin nhiều thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, bằng cách cho chúng máu của bản thân thì kumanthong thong càng trở nên tàn nhẫn, độc ác và đến một lúc nào đó sẽ quay lại cắn ngược lại chính người nuôi chúng, hút sạch máu và trở thành ác linh. Thật ra thì ta cũng không biết cách làm loại bùa này là do ai và ở đất nước nào nghĩ ra vì bên Trung Quốc cũng có loại bùa này là tên gọi của nó là tiểu quỷ thi phai. Ta cũng biết một số cách làm tiểu quỷ rất mơ hồ và chủ yếu chắc là do dân mạng viết ra. Cách làm như sau. Nửa đêm ra nghĩa địa đào xác trẻ con chết yểu hoặc có thể lấy từ bệnh viện hoặc đâu đó về sấy khô. Có thể đốt trên bế ô lửa hoặc dưới trời nắng cho quát lại mới ngâm tầm với thảo dược. Nhưng mà trước khi sấy phải bỏ nội tạng ra bằng cách sai khiến cổ trùng cắn nuốt trừ bỏ tim và não phải giữ nguyên rồi mới sấy và tầm thảo mộc và yểm bùa. Sau khi làm xong có thể bọc xác trong một hòn đá, tượng xác. Nhưng đó là cách làm xưa, bây giờ chủ yếu người ta bỏ vào trong búp bê cho đẹp. Và dù nó có linh nghiệm đến nào đi chăng nữa thì theo ta đây là việc làm mất hết nhân tính đeo vài người nữa rồi và dù có nuôi bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gây ra oán niệm cho chúng mà thôi. Đã không may mắn vừa sinh ra đã chết mà còn bị người ta moi nội tạng và sấy khô. Không oán hận mới lạ. Ba. Trong tay nó cầm một ngón nến cháy dở. Nguyệt Bính lại ngồi thụp xuống, dạp người ghé mắt nhìn lòng bàn chân của xác chết, bí ngô, mày lại đây mà sen, dưới gan bàn chân có dấu vết bị đốt. Tôi cố nén cơn khiếp đảm run dày lại gần, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn quả nhiên dưới bàn chân phải của ông ta có một vệt đen thui do bị lửa đốt giữa vết đốt có một lỗ tròn quanh lỗ có một vết mỡ vàng vàng vừa nhìn thấy rõ tôi đã buồn nôn không chịu nổi vội đứng bật lùi ra xa nguyệt bính đưa mắt nhìn quanh phòng bỗng tái mặt hét lên tránh xa cái bể ra tôi lập tức lao về phía trước nhưng đã muộn rồi cả người tôi đã chúi về phía trước nhưng hai chân vẫn cắm nguyên tại chỗ như bị trói chặt. Tôi chới với đổ nhào về phía bể máu nhưng một sức mạnh vô hình đã kéo tôi bật ngược trở lại. Khi cơ thể tôi đổ nghiêng đi, Nguyệt Bính đã nhìn thấy cái bể vốn bị tôi che khuất sau lưng. Tôi thấy nó hít ngược một hơi, mắt tái dài. Tôi biết ngay là sau lưng mình đã xuất hiện thứ gì đó khủng khiếp lắm. Nhưng sức mạnh vô hình kia cứ trói chặt lấy chân tôi khiến tôi không thể quay người lại được hình như còn có một bàn tay nắm lấy gáy tôi khiến cổ tôi cũng không nhúc nhích được nốt. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy từ trong bể vọng ra tiếng que que như trẻ con khóc. Thứ bám vào vai tôi giống như một đôi bàn tay bé nhỏ, và tiếp đó, hình như còn có một đôi chân nhỏ dẫm lên thắt lưng tôi muốn trèo lên, hơi thở ẩm ướt nóng rực bên tay tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng hình như có một cục thịt dinh dính đang bám sát trên cổ. Chắc chắn là có thứ gì đó vừa chui ra từ bể máu leo lên người tôi không thể nào mô tả cảm giác kinh sợ của tôi lúc đó cả người lạnh toát đến da gà cũng không nổi lên được người cứng đờ răng va vào nhau lập cập nguyệt bính cái gì vậy giọng tôi méo sạch nguyệt bính nhìn tôi giọng cũng méo sạch mày cứ đứng im đừng nhìn để tao thấy nó nói vậy tôi càng thêm mất vía đúng lúc đó tôi nghe lào phải như có người thổi vào tai tóc tôi dựng đứng, chân nhũn ra muốn xỉu, nó lại thổi lần nữa, lần này nghe lý nhí như tiếng gọi khẽ. Không nghe thấy còn đỡ, vừa nghe thấy, tôi suýt ngã ngừa. Nguyệt Bính cũng đã nghe thấy, nó giật nảy mình, mắt trợn trừng, mép giật giật như muốn cười. Đúng vậy, cái thứ sau lưng tôi vừa gọi, mây. Trong tiếng Thái, từ đó có nghĩa là mẹ. Nhớ gọi bố nữa nha con, bố con đang ở trước mặt mẹ ấy, mặt cười. 4. Tôi và Nguyệt Bính bước ra khỏi căn phòng địa ngục. Hai thằng tôi đều mặt mũi hoang mang. Theo sau tôi, có thêm một đứa trẻ tầm 2 tuổi, bám chặt lấy chân tôi. Khuôn mặt bé xía ngửa lên, đôi mắt sáng to lấp lánh, cứ liên miệng gọi tôi là mẹ. Sau đó nó tụt khỏi người tôi, tôi đã nhìn rõ, nó là một đứa trẻ, tuy toàn thân dính máu nhưng trông rất đáng yêu, khiến tôi tuy hãi hùng nhưng cũng thấy thương, liền tắm rửa sạch sẽ cho nó. Đứa bé mập mạp trắng trẻo, y như cây ngó sen, khuôn mặt hồng hào bụ bẫm có hai má lúm đồng tiền trông cứ như tranh vẽ. Hai thằng tôi long ngóng xe áo là một cái tã quấn tạm cho nó. Nó lại ôm lấy chân tôi, "Mẹ." Nguyệt Bính lau vết máu còn dính bên miệng nó nói, "Bí ngô, nó không phải là trẻ con bình thường đâu, nó là Cuman Thong đấy." Tôi đến Thái Lan đã lâu, tất nhiên biết Cuman Thong là gì. Đó là một loại bùa cực kỳ linh nghiệm, tuy linh nghiệm nhưng Cuman Thong là bùa âm, cách thức tạo ra nó vô cùng rùng rợn, được luyện chế từ bào thai trẻ sơ sinh đã chết nên mang đầy sát khí. Tôi nhìn đứa trẻ, nó mở to mắt nhìn tôi, miệng bập bẹ mẹ, mẹ. Một đứa trẻ đáng yêu và sống động như vậy, làm sao có thể là Cuman Thong được? Mắt Nguyệt Bính tràn đầy thương xót, Jack đã nhặt nó về để luyện thành một loại Cuman Thong đặc biệt nuôi bằng máu người để chế tạo ra loại bùa mạnh nhất. Tao nghĩ hắn không phải là người bình thường đâu, chắc chắn có biết doang và tất cả những trải nghiệm của chúng ta. Trong sự kiện ma cỏ, hắn không phải bị bà ma cỏ bắt và gieo cổ trùng mà là hắn tự luyện độc, hai thằng mình lại ngớ ngẩn đi giải độc cho hắn. Giờ thì hắn lại luyện tiếp, luyện cu man thong. Tôi nhìn đứa bé, phải làm thế nào với nó đây? Còn phải hỏi, Nguyệt Bính siết chặt nắm tay chỉ có một cách duy nhất, đó là xử lý rách, sau đó đứa trẻ bị luyện sẽ chết đi, kéo âm khí ra khỏi cơ thể đứa trẻ này, nó mới có thể trở thành người bình thường. Nhưng ai sẽ chăm sóc đứa trẻ này trong lúc chúng ta đi tìm rách? Hơn nữa, trước khi được giải thoát, thức ăn của nó vẫn là móng. Tôi nghe mà sờn gai ốc, đột nhiên, tôi nghĩ đến một người, có lẽ cô ấy sẽ giúp được. Những miền linh dị Thái Lan Dương Hành Triệt Chương 11, Cô Man Thong 2. Năm, còn nhớ sau khi tai nạn, tôi đã nằm ở bệnh viện Chiêm Mai một thời gian. Cô y tá chăm sóc tôi rất tận tình, đã giúp tôi tránh được rất nhiều ống kính báo chí. Cô ấy tên là Eri, sau này tôi lại đến bệnh viện khám bệnh mấy lần, cô đều sắp xếp cho tôi chu đáo, lâu dần chúng tôi khá thân nhau. Ari đi về tôi dạy chữ Hán cho cô ấy, hẹn tôi lúc nào về nước nhớ dẫn cho ấy đi tham quan chúng tôi còn đi ăn mấy lần với nhau, nói chuyện rất hợp. Bây giờ, cả Chiêng Mai đều truy nã chúng tôi, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cô ấy có khả năng giúp tôi. Tôi và Nguyệt Bính bàn bạc một chốc, giờ thì bị ép lên lương sơn bạc thật rồi, vướng víu đứa trẻ này, chúng tôi trèo leo thế nào được nữa đây? Đứa bé nghiêng đầu mút món tay, nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy nhói lòng. Nguyệt Bính đứng được ra nhăn nhó nhìn nó nhà cô Ari cách đây bao xa? Ba con phô, tôi ước chừng. Nguyệt Bính gật đầu, tao ra ngoài đánh lạc hướng cảnh sát, mày mang nó đến nhà Ari. Tôi giật nảy mình, Nguyệt Bính, mày xem phim cổ trang nhiều quá nên bị ảo tưởng rồi phải không? Mày mà thò cổ ra phố là bị tóm may chứ ở đấy mà đánh với lạc. Nguyệt Bính rụi mũi, tóm tao thì cũng đánh lạc hướng được chứ sao? Tôi ngẩn người, chắc thằng này quyết trí thật rồi. Tôi bèn ưỡn ngực nó cứng, "Thôi, để tao, mày mang đứa bé đến nhà Ari đi. Mày mà làm mồi nhử thì lấy ai xử lý rách? Tao không có bản lĩnh đó đâu." Đứa bé tò mò nhìn chúng tôi, cứ như đang hiểu chúng tôi đang nói gì. Bỗng dưng, nó giật ống quần tôi, chỉ vào cánh cửa bên cạnh, "Mẹ, mẹ." Đó là căn phòng bên cạnh phòng luyện Cuman Thong, nãy giờ quá chấn động với căn phòng địa ngục khiến chúng tôi quên bẵng mắt nó nguyệt bính nhanh chóng phá cửa gian phòng này không sáng sủa như gian kia tôi lờ mờ trông thấy bên tường kê một cái giường đắp kín vải trắng bên dưới tấm vải thấy có hình người đang nằm rên hừ hừ nguyệt bính vừa lật một góc vải trắng lên tôi nhìn thấy người mà trong mơ tôi cũng nghĩ đến doang doang kẻ đã chết ở làn rắn trong rừng vạn độc sáu chân tay ông ta bị trói chặt vào giường sắc mặt doang tái mét môi khô nứt nẻ miệng vẫn không ngừng rên rỉ, cứu tôi. Dây chói xiết rất chặt, chúng tôi phải vất vả lắm mới cắt xong được mớ dây. Chân tay Doang chẳng chịt những vết thương còn mới, Doang he hé, hé mắt, ánh nhìn đờ đẫn, thỉnh thoảng lại rên lên đau đớn. Xong xuôi, tôi và Nguyệt Bính nhìn nhau, không biết nên nói gì. Một người đã chết rồi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, tâm trạng này thật khó có thể hình dung. Bên kia, cửa. Doang khó nhọc đưa tay chỉ về phía vách tường, thều thào. Nguyệt Bính gỡ bức tranh xuống, lộ ra một cửa sắt khoảng hai thước vuông. Từ trong đó phả ra luồng không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Nguyệt Bính do dự một lát rồi cõng Doang lên, bí ngô, cậu bé đưa bé, mau đi thôi. Tôi liền xốc con bé lên, chạy vào trong cánh cánh cửa. Nguyệt Bính đóng cửa lại như cũ, chúng tôi chạy theo con đường dốc thoai thoải, không biết dẫn đi đâu. Đường hầm tối om om, Nguyệt Bính phải bật đèn điện thoại lên để chiếu. Cứ thế đi khoảng 10 phút thì thấy con đường dưới chân đã bằng phẳng lại. Vách tường ẩm ướt phủ đầy rêu xanh, dưới chân nước đọng từng vũng, thi thoảng lại thấy chuột chạy rúc rích. Đứa bé đã nằm ngủ gục trên vai tôi, đi chưa được bao lâu thì thấy một ngã ba, tôi rẽ đại sang trái. Bỗng nhiên, tôi khựng lại, Nguyệt Bính cõng doang đâm sầm vào tôi. Sao thế? Tôi nhìn về phía sau, chẳng có ai cả nhưng trong lòng tôi cứ thấy nhồn nhột, tao có cảm giác ai đó đang bám theo chúng ta. Nguyệt bính suyệt một tiếng, cầm điện thoại chiếu kỹ lưỡng khắp trước sau. Đừng nói là người, đến một bóng ma cũng không thấy. Có lẽ do thần kinh quá căng thẳng nên thần hồn nát thần tính, tôi lắc đầu, tiếp tục đi. Đi thêm một chốc nữa, một khoảng không gian rộng bằng sân bóng giò dưới lòng đất hiện ra trước mắt tôi vách tường và mặt đất đều trái xi măng nhưng lạ một cái là ở đây rất khô ráo bên chân tường trồng chất nhiều hộp to nhỏ bên trên có viết chữ thái thức ăn nước thuốc đồ dùng tôi cẩn thận đặt đứa bé xuống mở cái hộp viết chữ thuốc ra bên trong quả nhiên có thứ tôi cần trên vỏ hộp thuốc kháng sinh có ghi rõ ngày sản xuất đã hết hạn từ đời nào đổ ra người thấy thuốc vẫn chưa biến chất tôi bèn tìm thêm cồn y tế và cuộn băng gạc đem ra băng bó cho doang Nguyệt Bính không phản đối, để yên cho tôi làm. Cổn y tế khiến vết thương trở nên đau đớn, doang mím chặt môi, mặt tái mét. Cảm ơn, doang thiều thào, không ngờ hai người lại cứu tôi. Chúng tôi không cứu ông, Nguyệt Bính lạnh lùng đáp, tuy ông đã dạy tôi rất nhiều thứ. Doang dầu dĩ nói, đúng là tôi đã lợi dụng cậu nhưng mục tiêu của những người học cổ thuật như chúng tôi, các cậu không hiểu được đâu. Không ngờ là tôi lại bị rách lợi dụng hắn chính là em trai của Su Chin. Đầu tôi đau như muốn vỡ, hình như tôi đã nhớ ra chút ấn tượng mơ hồ nhưng vừa vụt qua đã biến mất, tôi không tài nào nắm bắt được. Những gì Doang kể sau đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu của tôi và Nguyệt Bính. 7. Tộc của chúng tôi đời đời tìm kiếm bí mật trường sinh. Nếu thành công, thế giới này sẽ là của chúng tôi. Tôi nghĩ nếu dựa vào biện pháp trường sinh của Su Chin, một năm chỉ tỉnh lại một ngày, vậy thì việc cần thiết nhất không phải là thống trị thế giới mà là tìm một cái giường an toàn. Các cậu có biết Uen Thong không? Vâng cái gì cơ, tôi ngơ ngác, có lẽ là giang quá yếu ớt, cũng có lẽ là cái hầm này quá rộng nên tôi cứ cảm thấy giọng nói của ông ta khang khác. Mặt ông ta rất cứng ngắc, cứ chơ chơ như gỗ. Nghị án doang này là do rách đóng giả bởi vì theo như cách giết của cánh diều ra người thì nó sẽ úp chụp lên cơ thể người và nuốt trọn họ. Sống lại như này là điều không thể. Với cả sau khi doang chết, Su -Chin mới nói sự thật về sự sống trường sinh của mình bằng dấu lớn chỉ có em trai Su Chin mới có thể biết. Ta chỉ đoán thế thôi bởi ta cũng chưa đọc hết nên không chắc chắn. Nhìn sang Nguyệt Bính, nó vẫn chăm chú lắng nghe. 800 năm trước, nước Thái có một đô thành người thống trị là quốc vương selena con gái ông là công chúa pueng Thong xinh đẹp tuyệt trần mái tóc đen tuyền của nàng luôn tỏa hương thơm ngát một hôm công chúa ra ngoài thành chơi thấy một con chim ưng đang ăn xác chó công chúa vốn tin thờ phật pháp nên rất tức giận trách mắng con chim ưng thậm tệ nào ngờ đây lại là vua ưng con chim nổi giận biến công chúa pueng thong thành một con khỉ tay dài xấu xí và còn tập hợp bầy đàn chim ưng chuẩn bị tấn công đô thành khi công chúa trở về không còn ai nhận ra con khỉ đã từng là một công chúa xinh đẹp bởi vậy nàng không thể báo tin được cho ai con khỉ tay dài đành đợi lúc vua cha ngủ say để lén trèo vào cung vua dùng hương thơm từ mái tóc báo mộng cho vua cha biết quốc vương bèn triệu tập tất cả các tăng lữ nổi tiếng trong nước chuẩn bị sẵn sàng sau trận quyết chiến, vua chim ưng thất bại, công chúa Pueng Thong lại xinh đẹp như xưa nhưng hương thơm trên mái tóc đã biến mất. Về sau, con cái của công chúa Pueng Thong đều kế thừa được năng lực của mẹ, thông qua giấc mộng để điều khiển người khác. Dần dần, năng lực đó ngày càng mất kiểm soát, bị lợi dụng để thực hiện những dục vọng tà ác và tham lam. Người dân bị bóc lột đến tận xương tủy, sống cuộc đời nghèo đói và hỗn loạn gia tộc Ueng Thong trở thành một gia tộc đáng sợ nhất của đất nước Thái Lan. Các Ajan áo trắng trên toàn đất nước Thái Lan phải liên kết với nhau, hiệp lực tiêu diệt gia tộc Ueng Thong. Nhưng Thuyết còn nói rằng, có một đứa bé trong gia tộc Ueng Thong đã trốn thoát được, sống mai danh ẩn tích. Ông muốn nói, thuật thôi miên, Nguyệt Bính nhướng mày hỏi lại, thằng này đúng là thông minh thật. Chính xác, đúng là thôi miên, doang ho khủng khục đứa bé trốn thoát chảy vào rừng sâu vạn độc, tìm đến làng nhân yêu, dùng bản lĩnh thôi miên mạnh mẽ để thôi miên ý thức của cả làng, điều khiển họ vận hết tài nghệ để dụ dỗ những tăng lữ nước cao vọng trọng nhất chuẩn bị nhận chức trụ trì. Hắn âm thầm tích lũy lực lượng, liên kết với các bộ tộc bị xua đuổi khác sống ẩn giật trong rừng vạn độc, khơi dậy một cuộc phản loạn, suýt nữa chiếm đoạt cả vương quốc Thái Lan khởi thủy là do người dân nghèo không chịu nổi áp bức bóc lột nặng nề nên đã đua nhau theo tín ngưỡng thờ thần mộng và phát động khởi nghĩa vào đúng ngày mừng thỏ Quốc Vương. Quân nông dân đến đâu cướp bóc tàn phá đến đấy, đặc biệt là điên cuồng tàn sát tăng lữ, hủy diệt chùa miếu đến mức táng tận lương tâm. Quân nông dân thành thế lớn mạnh không gì cản nổi, nhưng bỗng một hôm chỉ sau một đêm thủ lĩnh của tất cả các cánh quân đều biến mất một cách bí hiểm. Như rắn mất đầu, toàn quân nhanh chóng bị đánh tan. Sự biến mất của họ là do lực lượng của Suo Chin gây ra. Suo Chin từng hứa với một cao tăng rằng sẽ dốc sức tận lực để chấn hưng Phật giáo tại Thái Lan. Còn tại sao Rách lại là em trai của Suo Chin? Chuyện này có chút nực cười. Mỗi lần Suo Chin tái sinh đều phải thay ra. Sau cuộc nổi loạn của tộc Ueng Thong, toàn bộ các thành viên còn sống sót của gia tộc Ueng Thong đều bị giam giữ trong làng rắn không được phép kết hôn sinh con đẻ cái để phòng di họa về sau nhưng trong làng rắn vẫn có một cô gái đem lòng yêu người gia tộc ueng thong có lẽ do béo mẹ mang hai dòng máu nên khi sinh con cô con gái giống người thái lan còn cậu con trai lại có tóc vàng mắt xanh giống người châu âu sợ hai đứa trẻ bị sát hại người mẹ đã mang chúng bỏ trốn vào rừng vạn độc nhưng bị người làng phát hiện và truy đuổi vây bắt lúc đó gặp đúng khi xô Chín đang thay ra đứa bé gái ngẫu nhiên trở thành đối tượng thay da của bà. Sau đó, bà bảo vệ che chở cho đứa bé trai đến tuổi trưởng thành nhưng khi đến tuổi thành niên, hắn lại mất tích. Hắn chính là rách. Doãn, ông đã bịa xong chưa? Nguyệt Bính Châu mày hỏi, chuyện từ đời thừa nào, sao ông biết được? Doan thiểu thảo, chính rách đã nói với tôi, tất cả mọi chuyện đều do hắn chủ tính hết. Hắn muốn khôi phục lại vinh quang của gia tộc Quang Thong nên muốn hợp tác với tôi và vì hắn biết bí mật của làng rắn nên tôi cũng muốn lợi dụng hắn để tìm hiểu bí mật trường sinh hôm đó hai cậu tìm đến làng rắn rách cũng bám theo nhưng hắn ở trong tối còn tôi ở ngoài sáng sau khi tôi bị xua chiên trùm ra lên người giết chết các cậu đã chôn tôi còn rách lại chính là người đào lên dùng cổ thuật cứu tôi sống lại thực ra thì cũng chẳng phải là cứu sống vì tôi chưa chết hẳn từ đó trở đi Sinh mạng của tôi phải nhờ vào cổ trùng để duy trì. Jack cứu tôi vì tôi vẫn còn giá trị lợi dụng. Hắn ép tôi phải nói cho hắn biết phương pháp luyện Cuman Thong. Hắn muốn luyện một loại Cuman Thong mạnh nhất để tăng cường vận thế của mình. Hơn nữa, hắn còn đang tìm kiếm một cuốn sách cổ thuật thất truyền đã lâu. Lại là một tầng chân tướng. Tôi càng nghe lại càng mụ mẫm. Mọi chuyện dường như không giống như chúng tôi phán đoán. Doang đã lừa chúng tôi quá nhiều liệu ông ta có nói thật không cái cống này có dẫn đến nhà ari được không nguyệt bính chẳng quan tâm đổi chủ đề rồi đi đến bên vách tường sờ một lúc tôi nghĩ thằng này loạn rồi chỉ sờ làm sao biết được cái cống này chạy đi đâu thôi đi thôi dù sao ông cũng đã dạy tôi nhiều thứ giờ chưa phải lúc để bỏ mặc ông hơn nữa mục tiêu của chúng tôi là rách nguyệt bính nói rồi bước lại cõng doang lên bí ngô mày đến kiểm tra bức tường kia mà xem tao thấy hình như đằng sau nó rỗng thì phải tôi thì thầm thằng này xem nhiều chuyện đạo mộ quá rồi nhưng vẫn tò mò lại gần gõ thử nghe thịch thịch rất đầm làm gì có chỗ nào rỗng nguyệt bính nhắc mày quan sát kỹ xem nào giọng nó nghe là lạ tôi chúi mũi nhìn lĩ mặt tường lần nữa mới thấy lờ mờ mấy con chữ nguệch ngoạc còn mới trông như vừa vạch đại gia không giống doang tim tôi nảy lên như điện giật. Đúng lúc ấy, Nguyệt Bính dục không có thật à? Vậy thì đi thôi. Nó cong doang đi luôn. Tôi ngẩn ra, rồi cũng quay sang đứa bé. Vừa xốp nó lên, tôi bỗng ơ một tiếng. Đứa bé vẫn đang ngủ say nhưng chỉ vừa mới một chốc nó đã nặng hơn nhiều. Tôi trợn mắt nhìn, không chỉ nặng mà nó bỗng lớn phổng lên như một đứa trẻ 6, 7 tuổi. Tôi kinh ngạc, nhìn ra đã thấy Nguyệt Bính đi tít về phía trước thì vội bế nó lên đuổi theo. Hai chuyện bất ngờ cùng đến một lúc khiến đầu óc tôi tê dại, mồ hôi lạnh lăn trên lưng ướt đẫm. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.